Đây là con chó cứu hộ anh chị các bạn. Chó cứu hộ mình có nhiều mẫu á, hiện tại giờ nó có mẫu này nè. Thì anh chị và các bạn coi mẫu nào bán được thì lấy về bán ha. Ở đây là nó màu xanh lá cây ha. Nó có hai màu, màu xanh lá cây và màu hồng. Màu hồng ha. Thì ở đây nó cũng có dây dẫn, nó xài 3 viên pin con ó anh chị các bạn. Kích thước của sản phẩm này á, để biết chi tiết thì anh chị truy cập vào website ha. Cái link website em để dưới phần mô tả của video này. Anh chị bấm vào cái link đó thì nó sẽ dẫn đến cái sản phẩm này cũng như là cái giá thành, kích thước ha, chi tiết luôn. Thì anh chị mua số lượng bao nhiêu thì chọn số lượng bao nhiêu đó. Bây giờ để em lắp pin cái sản phẩm này lên để em mở công tắc ha, cho anh chị các bạn dễ cập nhật. Đây là sản phẩm em lấy ra cái bọc rồi ha. Bây giờ em đang lắp pin đến con màu hồng. Rồi em mở cái chức năng cho anh chị các bạn dễ cập nhật ha. Đây thì cái chức năng nó chơi như thế này, đi tới nó có đèn. Cần cổ cái đầu nó xoay được 180 độ ha, xoay cái đầu 180 độ. Đó nó xoay được 180 độ ha. 200 thằng cha con á. Rồi tiếp tục để cho nó chạy đi. Để cho nó chạy cho anh chị và các bạn dễ cập nhật. Đó, thì anh chị các bạn nhìn nó có đèn chiếu nè. Ban đêm nó rất là đẹp ha, rất là dễ thương. Cái mẫu này thì bán lễ cúng đình cúng hội hay là đi chơi chạy đêm là rất là phù hợp luôn. Nó có sợi dây nữa nha anh chị các bạn, nghe hổ gắn nha, sợi dây nữa nha. Đây nó có sợi dây đi kèm theo nó nha. Rồi,